Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn mới, đó là sò điệp nướng mỡ hành. Đây là sò điệp nửa mặn nha mấy bạn, bỏ một hộp gì là nửa ký. Nhìn ngon mấy bạn. Còn đây là bà xã mình đang làm nước mắm để lát chấm sò điệp. Hôm nay mình sẽ làm một món độc, có nghĩa là mọi bữa thì có những bạn sẽ thấy là nướng than đúng không? Hôm nay mình sẽ nướng thử bằng bếp ga coi mà xem cái hương vị nó có ngon như nướng than hay không nha. Giờ phải xả ra giả đông nha mọi người. Tại vì sò điệp này là mình bảo quản trong cái ngăn đông mới bảo quản được lâu nha. Dính thịt vô. Bà xã mình sẽ làm nước mắm nha mọi người, tỏi, ớt, không phải chanh nhưng mình sẽ làm bằng tắt. Em lấy gì? Làm chén mắm nhiều luôn, chèo ốc luôn rồi. Làm nước mắm mà nuốt nước miếng vậy. Nghẹp dạ thôi. Đổ hết một hồi luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lớn mày.